học làm tục nữ xem là có hợp lắm không, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Nên là mình mặc lên thì mình chia sẻ cho em mình tham khảo đối với cái set đồ này, dáng chân váy xòe xếp ly, đẩy hông hai bên hông và kết hợp với mọi em áo sơ mi chất liệu tơ nhé, cổ xe nằm kẹp bèo rất là xinh. Những chị em nào yêu thích cái sự dịu dàng nữ tính tiểu thư một chút thì cái set đồ này mình thấy rất là đẹp, màu xanh ngọc rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế. Cái màu này thì mình thấy nó rất là dễ thương ấy, khi mà mình mặc đến môi trường công sở hay là đi đâu cũng rất là đẹp. Mình thấy nó đơn giản nhẹ nhàng nhưng là vô cùng là quyến rũ này, trẻ trung này, mang cái cảm giác gì đấy nó dịu dàng nhẹ nhàng, dễ thương nhỉ. Cái chất liệu áo này là chất liệu tơ nhá. Tơ có độ xốp nhẹ, nó không co giãn, nhưng vì dáng suông mình mặc cử động vô cùng thoải mái nhẹ nhàng. Tay bồng này, có bo nha, cái bo tay nó không ôm sát vào tay của mình nên cử động rất là dễ chịu. Khi mình giơ tay lên thì cái cử động này rất là thoải mái nhá, rất là thoải mái. Đấy, dáng chân váy cạp cao, hách eo, tôn hông, đẩy hông đẩy mông ạ, rất là xinh. Đấy, yêu quá đúng không ạ? Cái màu, hai cái màu này là đi với nhau mình thấy rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, khá là tiểu thư. Mình tưởng là không hợp với những cái dạng này cơ, nhưng mà khi mình mặc lên mình thấy mình cũng nữ tính ra phết. Bình thường thì những ngày bình thường mình hay mặc thường là những cái phong cách nó mang nét cá tính, cho nên là khi mình mặc như này mình tưởng là không hợp, nhưng thực sự là khi mặc lên để chia sẻ cho chị em thì khi mình khoác lên mình cái set đồ này mình thấy mình cũng dịu dàng đấy chứ. Nếu mà chị em nào không thích dáng chân váy này, hoặc là muốn những chân váy dáng nó ngắn hơn một chút, nó trẻ trung hơn một chút, thì cái chân váy này cũng rất là hợp với em áo này nha. Chân váy xếp ly, chân váy xếp ly vòng tròn như thế này thì những chị em nào mà có cái eo nhỏ này, cái hông nhỏ này, cái mông nó không được đẩy, nó không được đầy đặn, thì cái dáng chân váy xếp ly này mình thấy cũng rất là tuyệt vời, cũng đáng phải cân nhắc ạ. Còn những chị em nào mà thích những dáng chân váy dài thì quan tâm tới cái dáng chân váy mini, dáng dài đến bắp chân như này thì chị em mình cảm giác tự tin hơn và cân bằng dáng hơn nhé. Với cái chân váy này thì tỷ lệ 2:1 cùng với em áo này rất là đẹp. Áo màu xanh ngọc pha nét bạc hà, chị em mình có thể kết hợp thêm cả chân đầm. Ví dụ như dạng chân đầm màu rêu như này cũng rất hợp nha. Chân đầm màu rêu cũng rất hợp. Khi kết hợp với cái áo xanh ngọc nhẹ nhàng như này kết hợp với chân màu rêu thì mình thấy là hai cái màu này rất hợp với nhau. Đấy, khi mặc lên những ai mà thích những cái chân váy cái tông màu tối ấy, thì chị em mình có thể lựa chọn cái chân váy màu rêu. Còn những em nào, những cái bạn nào mà thích những cái tông màu sáng thì chị em mình có thể chọn cái màu xanh ngọc như lúc nãy. Như vậy thôi, chỉ có hai cái màu này khá hợp với áo này thì chị em mình có thể kết hợp. Cái dáng áo này thì chị em mình nên chọn những chân váy dáng xòe A mềm mại nữ tính nhá, thì hợp với áo, cái áo tiểu thư điệu đà nhẹ nhàng như này. Thế cứ chọn những chân váy chữ A dáng mềm mại nhẹ nhàng là được. Chân váy A, chân váy xòe, chân váy mini như này là rất hợp. Dáng này rất đầy mông đầy hông nhá mọi người. Cái này thì mặc mà đi xe máy thì không cần phải nghĩ ngợi rồi, bước lên bước xuống chắc chắn là rất thoải mái. Nên những chị em nào mà cái phần hai phần hông phần mông mà mình không được tròn đầy thì dáng này sẽ giúp cho chị em mình đẩy những cái phần phần mông phần hông rất là tốt. Đấy, thì chiều cao nào chị em cũng mặc được. Mình cao 1m52 mình mặc đến bắp chân. Những chị em nào mà cao từ tầm khoảng 1m5 đến 1m6 thì vẫn mặc vừa chiều dài này. Còn nếu ai muốn mặc đúng đến bắp chân như vậy thì cứ cho mình chiều cao. Nhớ là mọi người thích cái set nào bên Thời Trang Thủy thì vui lòng chụp mẫu gửi vào Zalo. Số Zalo của mình là 0984004193 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho chị em mình hơn. Nhớ là chụp mẫu này gửi vào Zalo, sau đó thì cho mình chiều cao và số đo 3 vòng nhé. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Ghi nhớ giúp mình là số Zalo là 0984004193 nhé. 0984004193. Rất là dễ nhớ ạ. Xinh quá.